nhận định sau này mình giảm mình mới cần mất. Chẳng phải một cái chuyện mình từng kilo cơ la vào cái đồ rồi làm yên tâm mình nhân diện thì cũng cừ cũng biết liệt làm yên tâm thực ra cho bệnh nhân mặc cảm là nhà lâm sàng mà những cái sàng đấy ngoài cho thực ra những cái xét nghiệm cho được điểm cả điểm chờ mà như mình nói thì làm cái khó có cân nặng chưa cân nặng thì cuối cùng đã đề nghị muốn bị cải là trong cái ngoại thâu mới đấy là họ phải có dương hồi sức dương cân nặng thì có hồi sức đi học năm cái hội nghị về cái gì về của các bạn làm sức nhưng nay đó là cái cuộc đời mình nay có sự được mà những việc mình về sự được lên là ba trong một số nào rất hay sau này hy vọng là sẽ có sự kiện thăm để kiểm tra